ha các bạn ha. Đây mình thấy có sọc. Ăn kìa. Ừ, chơi cái này vô luôn. Thích ăn người ta ăn trời viên. Bánh này có trong bánh là có hành đó anh, nãy giờ mới để ý luôn. Đúng rồi, trong bánh này có hành nữa mà. Trên màn hình của các bạn đó là không gian của quán bánh nước Bân Mi Giang Vương đó các bạn. Bây giờ đang là 8 giờ mấy tối rồi, tối thứ bảy đó các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Bà Hồng Vlog ha. Buổi tối hôm nay thì mình ăn bánh nước các bạn. Bánh nước Bân Mi Giang Vương. Bánh nước Giang Vương nằm ở 86 xe 23 Vũ Huy Thắng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Mình mời quý vị và các bạn cùng coi menu của quán ha. Bánh nước Bân Mi Giang Vương. Và đây là menu. Và đây các bạn. Ở đây có hệ thống nè. À, ở Tân Bình cũng có nè các bạn. 47 Bào Cát và ở Tân Bình thì mình ở Tân Bình đang chơi gần. À, số 10 Tôn Thất Tùng, quận Bình Thạnh, quận Nhất cũng có nữa các bạn. Con chín bánh nướng 2.500 một dĩa các bạn. Các bạn muốn ăn một dĩa thì ăn. Bánh nướng là được làm từ bột gạo tráng mỏng, chi tiết rõ ràng. Mình ăn chung với thịt nướng nè, nem nướng nè, chả cơm nè, nem chua lụi. Bên đây còn gì nữa không? Món ăn nè, mình thấy rau thì xoài, dưa leo, cải chua, rau quế, nước chấm, tất thịt, mắm tiêm, mắm ngọt, ba loại nước chấm các bạn. Này bên đây là bằng nước ép trái cây, các mẹ nước ép trái cây. Giá dao động là 30-33k, à có 22k nữa các bạn. 9k là nước ép tắc. Và tráng miệng thì mình thấy có tàu hủ rong biển nè, chè bạn thuê dâu út mượt, bánh lăng 2 tầng 15k, dạ xong. Đó là phần menu ha các bạn. Ở đây mình thấy có tỏi và có ớt xiêm, ớt cắt cái menu giùm anh luôn. Thôi đừng dục em, để đó anh kêu 200 đó, giỡn mà. Một bàn đó 200 hả? Một miếng menu 200 đó. Ủa dữ vậy? Có nó thách không? Khoan cho anh hỏi nè, quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy em? Bán em bán từ 9:30 tới 9:30 tối. 9:30 tối. 9 giờ sáng chứ đúng. À 9 giờ sáng hả? Dạ, 9 giờ sáng rồi đó. Có ngày nào nghỉ không nè? Dạ không, tức à. Đẹp trai quá, con cái lên thịt nha. Hôm nay đến đây review coi, thấy nổi dành. Có nước trắng nào không? Dạ không, chắc là chị thấy đang có ớt ra, còn như là không chay hết rồi. À vậy hả? Trời, cảm ơn em nha. Đẹp mắt ha các bạn ha. Đây mình thấy có xoài nè, xoài này mà bên quán nó bật ở cho mình rồi nè. Nước chấm. Cái này là dưa cải chua. Trên màn hình của quý vị và các bạn là nem chua lụi. Bây giờ mình thử miếng ha các bạn. Thấy hấp dẫn quá các bạn ơi, mình ngửi được cái mùi thơm của nó rồi. Có vị chua chua nhẹ nhẹ, có vị ngọt ngọt, thơm. Có độ giòn giòn, ngon các bạn. Bây giờ mình cũng hồi lần đầu tiên á là mình cũng ăn bánh cuốn á, kiểu Bân Mi này. Bây giờ hôm nay mình đến, bây giờ trên bánh cuốn có gì là mình cuốn hết luôn các bạn. Chà, bạn này có vẻ rất kỹ thuật quá nè. Kỹ thuật ha các bạn ha. Giờ mình chấm nước nào đây ta? Bây giờ có 4 loại nước chấm rồi, mình không biết chấm loại nước mắm nào bây giờ.
Rồi, cú đầu tiên mình chấm nước mắm tỏi ớt các bạn. Bây giờ thấy nó sao nó đông rồi đó. Mình không biết nó có mặn hay không mà mình chấm hơi quả tay. Các bạn thấy ha, ai đến quán cũng đầy bạn cũng mấy dùng trong dĩa hết. Bây giờ tới mình làm một cuốn của mình là cuốn đầy đủ luôn nha các bạn. Này dưa cà chua, dưa leo, này là này chả cốm cái gì á, mình cũng không gành tên nữa. Đấy. Không ăn cái lá không ăn cái gì chân á. Ủa vậy hả? Trời ơi. Cũng chơi vậy đó hả? Ok, kêu thêm hai dĩa nữa đi, kêu thêm ngó không? Bỏ vào. À đây mình thấy có lá quế nè bạn. Này nem chưa lụi nha các bạn, này chả cốm, này nem nướng, anh thấy có thịt nữa, kêu giữ thịt ăn. Ờ, thịt nướng nữa. Chả cốm á, nó béo, trong này có cái mình ăn á, mình ăn chúng cái miếng mỡ các bạn, ngon ghê, thơm, đậu béo. Hồi đó giờ mình ăn bánh nước á, lần đầu tiên mình ăn bánh nước mà mình thấy có dưa cây chua nữa, mà đồ ăn nó phong phú như vậy luôn á. Đây là cái nước sốt thịt dưa cây chua ở quán bán 8k các bạn. Dưa leo 8k, xoài 8k, quế, rau quế thì rẻ nhất 5k. Tất cả những phần thịt này nè các bạn, tất cả những phần thịt này nè các bạn đều đồng giá là 33k hết đó các bạn. Và đây là thịt nướng nha các bạn. Thịt nướng, thịt nướng này mình ăn mình không bị khô, hấp vừa miệng lắm, nó có đặc biệt ngọt ngọt nhẹ nhẹ, không mùi thịt. Nấm nêm các bạn, để mình thử. À, mắm nêm ngon nha, nó thơm mùi mắm, nó thơm mùi mắm nha các bạn, nhưng mà nhẹ nè, có vị hơi ngọt ngọt, không bị mặn. Thịt nướng ngon chứ, thịt nướng cũng ngon lắm các bạn. Giờ lên cục gì ăn cháo lẹ. Rồi đi đâu. Em bé các bạn đến đây ăn nhẫn được nha các bạn. Tại vì nước mắm ở đây cái nào còn nào có ớt á, thì mình phải chỉ có hai cái loại nước mắm mà có ớt á. Là mình một loại nước mắm chứ một loại nước mắm mà tỏi ớt á, nó có ớt mới cay thôi, tất cả còn lại thì nó có cay các bạn. Tại vì á, ở đây á, quán á này, có trang bị cho mình ớt trái và tỏi và kể cả ớt bồng nữa các bạn, có ớt bồng cho mình luôn. Cái dưa leo á, các bạn thấy nè, dưa leo này nha, dưa leo này mình thấy không có bột mà nó chỉ bào, người ta chỉ bào cái lớp ở ngoài các bạn, nên mình ăn dưa leo này nó rất là giòn. Cái nem chua nướng này nè, trên này nó có mẹ, mình ăn mình nhai chúng cái thịt mẹ nó thơm thơm. Đúng rồi. Cuốn không được, nó cuốn nó bẻ
trong thứ ba, ba chục dĩa các bạn. Trong bánh là có hành đó anh, nãy giờ mới để ý luôn. Đúng rồi, trong bánh này có hành nữa mà. Ủa, ăn bánh nước à? Cái này ăn bánh nước là kiểu truyền thống á các bạn. À bây giờ mình làm cái bánh nước nè. Nhiều bánh nước. Còn những bánh nước này là cũng 20k nha các bạn. 20k là bán chất này là chỉ bán bánh vốn thôi. Bây giờ mình tự làm một cho mình một dĩa bánh nướng luôn các bạn. Bánh nướng này mình cũng mình xanh mình cắt ra luôn, bỏ nem vô, bỏ đậu vô, vừa cay chua vô luôn. Ăn theo kiểu bánh nướng truyền thống đó các bạn. Dài cặm dưa leo nữa, dài miếng tỏi vô, dài cọng lá quế. Chớ chớ này là trắng nè. Đấy rồi. Dạ, nước chấm ở đây. Nước mà. Một dĩa bánh nước ăn ba loại nước chấm tuyệt vời. Ở quán có bán nem chua chả cốm như vậy nữa các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu á, mua lẻ thì liên hệ với quán. Nói chung là mình ở dưới quán mình ăn món nào cũng thấy ngon. Không gian quán thì thoáng mát, sạch sẽ được vợ giữ xe, có người giữ xe các bạn, có chỗ đem xe rộng rãi luôn các bạn. Nhân viên phục vụ mau lẹ, nhiệt tình, vui vẻ. Hôm nay mình mới ăn sơ sơ 30 dĩa các bạn ơi. Có bánh nướng này hả? Ăn nó mặn mặn, nó thơm thơm. Quán trang bị cho mình 4 loại nước chấm để cho mình thay đổi khẩu vị, để nó không bị ngán nữa các bạn.
đến bánh nước Dân Vương mình ăn ha, thử ha. Ở đây mình ăn ngon lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.